À, đây đây em kêu anh lụm lon lên nè, có gì bày tỏ với em phải không? Rồi em cho anh quất xuống nha. Anh xuống cho, anh đi làm chuyện á. Bày tỏ đi anh. À, trình bày đi anh. Thôi tính nói chuyện với anh của anh mà anh ranh xuống thôi anh xuống luôn. Có duyên ghê. Chuyện quát lên có duyên anh em gặp mặt rồi tính nói chuyện với anh của anh chút xíu rồi chẳng trò chuyện với em mà em cho anh quát lên xuống rồi. Anh mắc cười quá à, anh lụm răng luôn không? Ập miệng quýnh rớt răng luôn rồi, Anh có khéo chiên không? Anh kêu em kheo lên cho đã rồi. Anh nói là kheo lên để anh nói chuyện với anh. Còn anh xuống rồi thì thôi, anh không nói chuyện với em đâu. tại lâu mấy bữa nay không gặp sư huynh của anh á, tính gặp trò chuyện một xíu mà em kêu xuống anh xuống rồi. Giống như là kiểu Anh mới vô mà nghe em nói đi tìm mấy user của em anh cũng thấy ấy ấy khi em đi tìm thì người ta ngại người ta không dám vô nữa luôn đó, người ta tự ái đó em, kệ từ từ tự động người ta về với mình thôi. em không hề đi tìm nha, em vô tại vì em thấy đông người Ồ vô tình. nên em vô em hòa nhập Ồ ngoài ok. cuộc vui mà. Ồ tại nghe nói gì đi vô tình. Ồ xin lỗi. Em vô em hòa nhập cuộc vui với mấy cha mà sao tự nhiên mấy cha giải tán hết trơn luôn. Lấy em vô sợ Rồi. rồi em làm nhiệm vụ nha, 11 tại chị tính hỏi. Cường xàm xí đú nói nho đó. Ra ngoài nó Tính hỏi ông anh em cho anh chút xíu mà tại mấy bữa nay không gặp ảnh mà gặp bữa nay hơn gặp ảnh sao ảnh xuống mất tiêu. Ảnh còn trong room không? ơi em tính đi ngủ rồi nhưng mà ta năm sao một thùng được không à, cái em không có cầm lòng đi ngủ được nên giờ em ngồi. Nhiều khi một chút mấy ảnh về sao em Ai 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 về? mấy user của em đó. Trời em chỉ có user đâu mà về anh, chẳng qua là quen thôi. Ồ tại nãy nghe nói gì user đi dạo lai mấy tiếng không có viên nào, bởi anh đi lụm lon này cũng không có nhiều Đời 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 em nó khổ. á. Đó bây giờ tới bắt đầu chảnh luôn, kheo lên không không lên luôn. Ủa mới thấy ảnh lên cho anh xuống rồi. À, bây giờ bắt đầu chảnh lên rồi, không lên nữa. Đã lên, anh đã xuống rồi là anh không còn khả năng lên nữa. Yeah. Chỉ một À hiểu luôn, hiểu luôn. đối với anh Em nói ra là hiểu chắc luôn. Cũng phải 15 phút, 20 phút sau, nửa tiếng sau mới lên lại lần nữa được phải không? Anh hiểu. Em nói ít rồi. mà em anh bước này á yếu đuối lắm, chắc 15 tiếng không không ấy đâu, chắc phải khoảng 2 tiếng. Anh Hello anh 28. 2 tiếng gì nói vậy ảnh buồn trời, người ta thường thường người ta nói gì à? Già có vậy chứ còn hồi xuân đó em. Người ta nói gừng càng già càng cay phải không? Sáng đêm. Tuổi xin lỗi cho anh tuổi chứ đừng nói vậy anh buồn nữa. Mấy tuổi cũng Trời ơi, anh ơi, sáng đêm sao mà anh dễ sợ chưa, bởi anh nói mà em tên sáng đêm luôn á, no problem đó. ảnh kêu sáng mà em hỏi mọi người á, sáng đêm thì sao em kêu lên nữa, không lên nổi, không lên, từ chối kết thúc đời.
Tổng gài biết gì quá anh Quắc ơi, sorry anh Quắc. Tổng gài mới vô được, để anh em tắt khe quá, em cũng bị trở ngại anh Quắc ơi. Em không có tin là anh Quốc sáng đêm hoài nha. Sao đem đi? À đâu, thôi anh xuống đây này vô, anh chạy trước. Ok anh. Sao anh hello ai hết nhỉ? À quên lộn, anh sao anh ai anh cũng hello mà anh mỗi em anh không hello gì? Quỷ sứ nữa chứ. Trời ơi là trời. Ui. Tôi đâu có chịu bi cây đâu. Hello anh Kevin. Hello Bình đáng yêu. Nghe tên thôi biết đáng yêu rồi. Ủa sao tự nhiên nó tới thui vậy? Anh một sao tự nhiên để tên là mất nốt cái quần vậy? Thì có gì không mấy tí nữa em trả quần lại cho chứ làm gì gắt vậy cha. Đâu rồi hồi nãy ai? Ai hồi nãy vừa mới khen em đẹp gái quá đâu? À đây khỏi bị để ấy. Hello Du Sơn nhiều. Chán ghê á. Ai mượn anh